kênh Chợ Đầu Mối Hóc Môn xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả. Kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình chia sẻ lại cái clip hôm vừa qua mình có đăng xoài Đài Loan mà 2.000 đồng ký nha quý vị. Bây giờ này cái giá nó cũng tương đối là nó giống vậy, những việc 2.500, 3.000 đồng một ký rồi, chứ cũng không có nhiều. Rồi ở trên đây, ở đây ngay chỗ này là bán thanh long nha quý vị. Nè thanh long nè, thanh long Bình Thuận nha quý vị. Là anh nói sao, là từ rẻ nhất là 6.000 có luôn, tới 27.000 cái giá của nó đủ loại vậy đó. Chỗ này là kiệm bán nha quý vị, anh kiệm. Kiệm bán nha quý vị. A23. Có số phone luôn. Có cái số điện thoại ở trên màn hình video đó. Đây là gặp anh chàng này đây. Anh kiệm đây. Đó, hàng của anh đó. Là cái giá nó vậy đó. 2.500, 3.000 đồng một ký. Đây nè, mình đã quay sáng là cho quý vị xem. Đây nha nè, đó, cái loại này là trắng nè, loại xanh nè, loại đỏ nữa nè, loại đỏ đủ thứ, ảnh đây đủ thứ vui lắm. Ở trái 1 ký lô có nha. Trái 2 ký cũng có nữa. Trái 2 ký cũng có nữa hả? À, ký rưỡi cũng có nữa. À, ê, nó đỏ nè, là loại gì mà nó đỏ chét kìa. Đây luôn lửa vàng. Đã, lửa hả? Vàng rồi đỏ luôn nè, nâu nâu luôn nữa nè. Trời ơi, trắng trắng rồi vàng vàng rồi xanh xanh rồi. Lớn nhỏ đủ cỡ. Hỏi nữ hoàng ở miền Tây luôn. Hỏi nữ hoàng đó nhiêu bạn bịch? Bịch đó 140. À, bịch 140 gọi nữ hoàng quý vị. Đồng Tháp. Hỏi Đồng Tháp nữ hoàng. Đó, có mua thì theo như mình thấy hổm rồi mình đi ra đây á, là có chỗ mà kiệm bán này, ngay chỗ ngay nha quý vị, ngay chỗ hàng cao nè. Ở trước A23 này là hàng của giữa A23 nha quý vị. Là nè quý vị. Đây hàng nè, A23 nè. Đó. A23 nè. Đủ loại. Là mình thấy có chỗ này, mình phát hiện thấy cái chỗ này rẻ nha bà con. Nếu mà quý anh chị em mua xoài, mua thanh long mà mua xoài á mà 2-3 ngàn đồng một ký á, rồi cái chợ nó là nó vô chừng vô đổi đó nha quý vị. Cái giá cũng mang tính tham khảo thôi, nhưng mà nó thất thường lắm. Thì nếu mà mình muốn dặn đầu rẻ, mình dặn đầu rẻ thì cứ gọi cho anh Kiệm đây, là mình nói ừ có rẻ gọi cho tôi. À, để tôi lên tôi lấy á, thì cứ gọi trực tiếp nói với anh này là dặn đồ anh này. Đó, gọi lên lấy liền có luôn, là gọi anh Kiệm. Đó là cái đồ mà có rẻ là cũng như là quý anh chị em mà ở khu vực Lợi Thành á, mà mình có bán những mặt hàng này á, nói cái Kiệm mà có rẻ gọi mình thì Kiệm sẽ gọi cho mình. Đó, lên tại ngay chỗ này nhận hàng, lên mua hàng. Ở này là cái cổng chánh quý vị. Đó, ở đây nè, cái cổng chánh này, cổng chánh chạy vô là mé bên tay A trái lẻ. Bên A lẻ nè, A23, A21 á, cái này nói A23 là gọi là A lẻ quý vị. Đó, hàng như vậy. Đó, trái cả ký, 2 ký luôn. Ồ, trái này 1 ký là dư xăng luôn á. Tụi nhỏ nó có đầy đủ. Đẹp lắm nha quý vị, chứ không phải là nói đùa đâu nha, là đồ đẹp. Đó, nhưng mà cái giá nó vậy á, nó có cái là nó có là mình phát hiện là nó lộn xộn rồi, nó nhỏ lớn đó. 1 ký 2 ký một trái cũng có nè, có cái là màu xanh màu đỏ thì tôi thấy nó lộn hả. À, trái này nói gì, trái này cái ký á, trái ký lô bình thường, cái trái lớn nhỏ không thành vấn đề, nhưng mà nó đã đẹp, rất là đẹp, đồ mới tinh đẹp, nhưng mà giá nó vậy á, giá sinh viên, giá nó mềm. Giá nó mềm phải nói luôn. Nhưng mà đó có cái là nó vậy nha quý vị, đó dấu kiện Liên Hợp Quốc á. Giá này là giá mềm cho 2.500, 3.000 cho bà con dễ mua, dễ bán, dễ kiếm lời. Rồi bán sỉ, ở đây là bán phải, nếu mà quý vị ha, mua 1 bịch 2 bịch 3 bịch đó thì cái giá nó hơi cứng cứng, mà mình mua mà có chừng 20 bịch đổ lên là rẻ nha. Quý vị mà mua 20-30 bịch đổ lên nó là rẻ, giá mềm luôn, giá mềm luôn á. Đó, thì mình cũng nhắc nhở với quý anh chị em cộng đồng mạng đó, có mua hàng ở chợ Kiệm á, là cái cách mua hàng ở chợ Đầu Mối Hóc Môn mình nói vậy á, cứ mình mua nhiều là rẻ. Ở nữ hoàng đây nữa nè. Đó,
đó, cái hàng hàng Đài Loan gây sốc, gây bão hổm rài trên kênh mình nè. Đây nha quý vị, nay mình lấy cái số điện thoại của cái người bán ở cái vựa 23 đó, chia sẻ trực tiếp với quý anh chị em luôn để mình mua bán nha quý vị. Bán rẻ nhanh gọn lẹ luôn, gọi cho kịp. Còn cái hàng thanh long này theo như Kiệm chia sẻ là nó của thanh long Bình Thuận, rẻ nhất là 6.000, mắc nhất là 27.000, tùy loại, mình muốn loại nào là người ta bán loại đó cho mình à. Thì hàng đẹp đàng hoàng nha quý vị đó, chứ không phải mà nói bán rẻ bán mắc rồi nó ấy. Mình muốn mua loại nào là có loại đó, ở đây có ổi ổi nữ hoàng, ổi nữ hoàng miền Tây. Rồi video ngắn này mình chia sẻ ngắn vậy thôi nha quý vị. Rồi cứ mua hàng cứ trực tiếp với lại Kiệm. Rồi nếu mà quý anh chị em mà có mà bán về cái xoài này đó, thì mình có thể dặn hàng là mình cứ dặn cho Kiệm là có rẻ gọi, thì ở đầu hàng xuống là anh này nè, ảnh gọi cho mình. Anh gọi cho mình á, anh bắt có gặp mặt mình ở chợ rồi. Hả? 8 giờ là mình ra chợ rồi. 8 giờ mấy? 8 giờ. 8 giờ sáng hả? 8 giờ tối này à. 8 giờ tối là tới sáng mấy giờ? Sáng 6 7 8 giờ. À cái kiểu như miếng mà muốn gặp anh Kiệm này á để mua hàng á là 8 giờ tối cho tới 8 giờ sáng ha nha quý vị. Ngoài cái giờ đó ra là anh nghỉ ngơi. Cái dân bán chợ đêm, chợ đầu mối Hóc Môn là nó vậy. À, bán đêm á là ban ngày họ nghỉ. Chứ đâu có sức khỏe đâu mà bán nó liên tục nha quý vị. Tám giờ đó. Chị em 8 giờ tối liên hệ nếu có mua hàng bên Kiệm. Này là mình chia sẻ cái phần này là hàng rẻ thôi nha quý vị, chứ còn A23 là bán trong đó bán nhiều lắm nha quý vị, bán đủ loại. Nhưng mà mình đó là không có cập nhật hết, mình chỉ chia sẻ cái hàng á chỗ Kiệm á là bán rẻ nhất, và chia sẻ cái số điện thoại của Kiệm ở trên màn hình video các bạn đang xem á, mua bán cứ trực tiếp với Kiệm. 2.500-3.000 đồng một ký. Còn hôm bữa là 2.000. À, cái giá vậy nha bà con. Hôm nay đó, mình làm cái video mình chia sẻ đến đây chào bà con. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả video tiếp theo. Bye bye. Rồi bữa nào mình vô mình làm cái video riêng về nó. Bữa nào đi, bữa nay đi đăng này là cho gọi cho Kiệm.